Các em, các cháu chân quý, gia đình anh và gia đình cô Hồng không hiện diện nhưng vẫn hướng lòng hiệp chung với các em, các cháu trong ngày giỗ bố mẹ, ông bà năm nay. Câu ca dao tục ngữ uống nước nhớ nguồn giúp cho chúng ta hàng năm vào ngày mùng 7 hoặc ngày 14 phải có bổn phận xin lễ đến nghĩa trang hoặc nhà hài cốt để viếng thăm cầu nguyện với Thiên Chúa và tưởng nhớ đến bố mẹ, ông bà. Đây cũng là dịp con cháu quy tụ lại, chia sẻ hàn huyên, nhắc nhớ lại những kỷ niệm về ông bà cha mẹ đã khuất. Ngoài ra, đọc kinh tối ý hướng cầu nguyện cho các ngài, giúp cho con cháu thế hệ sau ý thức giữ gìn truyền thống kính nhớ tổ tiên. Khi cầu nguyện như vậy, giúp cho bản thân cũng được hưởng ơn ích thiêng liêng do ông bà, bố mẹ, người thân đã khuất, cũng sẽ bầu cử cùng Chúa cho mình. Cũng là dịp chuẩn bị đón mừng năm mới Tân Sửu 2021. Thân chúc tất cả tràn đầy ơn Chúa, năm mới nhiều bình an, đoàn kết yêu thương, đùm bọc chia sẻ ân tình với nhau nhiều hơn. Chúc các em, các cháu vui vẻ đầm ấm trong tình yêu thương của gia đình.